nhặt leo tặng tới con xì lốp á. Cái gì? Mẹ con cái gì? Leo lên xe ngồi cái này xì cái xe tao luôn này, tao góp không? Trời ơi, chú Tư Nghĩa, nói nghe nè, con ở bên kia đường á, con chờ mỗi cái công viên này nè. Đi đi, đi mở hàng giùm ta. Trời ơi, chú Tư, nói nghe, cái xe của chú mà chở mà tao nói đi không á, rồi trả con tiền á, con cũng không dám đi nữa. Ê, mày coi thường quá mày. Thiệt. Cái gì? Ở bên kia đường nhìn qua công viên thấy mình chú ngồi thì con đọc bài báo. Nó nói gì cái xe chú luôn nè. Xe gì đó? Đi trục hồn xe máy. Tao giả cái mặt mày nha mày. Con nói thiệt á. Mày, mày xe tao mà làm cái xe gì mà chú đi trục hồn? Trời ơi, nó tàn quá rồi, kiếp này nó phục vụ chú cực lắm rồi. Trục hồn nó đi, không thôi nè, thôi cầm tờ giấy nè, làm như hồi nãy đi, đốt rồi nhảy qua nhảy lại rồi. Trời ơi, ngồi xuống vậy. Hồi nãy tao lén lắm, tao đốt mình lên, con mông lông mình tao mà mày, mày ngồi bên kia đường mày cũng thấy hả? Còn thấy hết. Cho mày rảnh gì vậy mày? Trời rảnh lắm. Còn thôi chú nghe, cái xe á, nó tàn lắm rồi đó. Trời nhìn qua tao nói khách nào tới cũng chê, khách nào tới cũng chê. Chú phải biết ông bà mình nói vậy nè. Dạ. Trong mặt mà bắt hình dông. Cái xe có béo á, chạy lòng vòng nó mới ngon. Trời ơi, mày ở không ghê á. Thiệt. Mà uống cà phê rồi qua đây mày làm thơ nữa hả? Trời ơi, thiệt. Trời, con ngồi bên kia đường con địa qua, ai làm cái gì con thấy hết. Mà con nói là ngay, người ta đó, người ta có bệnh nhiều chuyện. Còn con á, là bệnh nhiều hình. Nhiều hình là sao? Cứ ngồi uống cà phê rảnh này dòm. Ai thấy hình gì mình dòm, ai thấy gì mình dòm bắt. Mà nói là ngay, chú thấy không? Cái ngã tư á, cái đường, cái công viên này nó có bị lớn á. Mà chú á thì bự con. Đó, con dòm đi, dòm lại, dòm qua, cái thấy chú. Dòm lại, cũng thấy chú. Trời ơi, tao nói mặt trải dài vậy nè, sầu mộng á, ngồi chờ từng người khách tới, đội nắng dầm mưa, nhảy chồm chởm, đạp xe như một con khỉ. Mày quá đáng nghe mày. Mày ở không ghê, sáng sớm mày ngồi uống cà phê tút bên đường rồi mày nhìn qua đây, mày nói là mày địa hình tao hả? Thiệt. Mày nghĩ tao hả? Thiệt. Cho nên á, thấy thương. Tao cũng khổ lắm. Hỏi mày cái xe này, mấy năm trời rồi. Mày đâu phải là dễ kiếm tiền đâu mà để kiếm xe mới. Nhưng mà nó thiệt, xe này cũng còn ngon lắm. Thấy nó cứ cũ cũ vậy chứ bây giờ hả, đạp máy lên nó nổ chạy. Mày thôi bây giờ mày mở hàng giùm tao đi. Nãy sáng thì tôi chưa được mở hàng ai đó mà cho tao chở mày thôi. Cho nhiều cũng được, cho nhiều cũng được. Thôi lấy cái duyên của mày. Không, còn cái duyên gì trơn á. Vô duyên lắm á. Vô duyên lên là banh xe luôn á. Chứ bây giờ tao thấy không ai chở nữa, tao đạp đốt bông lông quá trời. Con mới nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Con sẽ giúp chú vượt lên số phận. Trời ơi, mày giúp chúng tao vượt lên số phận? Bằng cách nào? Ở nhà con á, có một cái xe rim trùm mền. Thôi mày xạo mày. Gì? Tao nhớ là hai cha con mày, nhà của hai cha con, ông già mày đi chiếc quay anh pha. Ừ. Còn mày đi chiếc Novo. Ở đâu có chiếc rim nữa? Có. Chuyện là vậy nè. Đó, hồi đó lúc mà con mới lớn á, cái ông già con á, ông có quen một cái ông bảy gì đó buôn bán xe gì đó. Cái ông bảy đó kêu á, xúi bà con mua một cái xe rim cho mình. Một cái xe rim giá rẻ thôi. Đó, thì ông tính mua cho con là để con chạy vòng vòng con giao hàng trong sớm thôi. Mày nhưng mà rẻ là bao nhiêu? Rẻ lắm. Nhưng mà ông trúng bánh, cái ông mua luôn cái xe tải nhỏ. Rồi đó, cái xe đó bỏ vô trùm mền có 5 triệu à. Thiệt không? Thiệt. Ôi xe rim sao có 5 triệu rẻ như vậy? Ôi xe có chừng xe gian không nội ơi. Thôi, nhưng mà mình mua mình chạy vòng vòng ở đây thôi chứ có gì đâu. Ê, mày đừng có nói là mày định dắt cái xe rim đây là mày ngồi mày chạy không được, mày cạnh tranh với tao nha. Tao quê mày nha, tao xử liền nha. Tao chơi mày liền đó nha. Cái mối tao đây nha, gốc cái này của tao nha. Chú nghĩ sao rồi chú Nghĩa? Con nè, tám sầu. Thời gian để con ngồi con sầu mộng á, con hút thuốc rồi con uống cà phê, con địa mọi người á, còn không đủ nữa. Lấy gì ra chạy xe ôm? Chứ mày nói mày móc xe rim ra làm gì? Con bán rẻ cho chú cái xe đó. Chú trục hồn cái xe này đi. Đúng không? Bán rẻ? Ừ. Nghe. Cái xe đó gốc mày mua 5 triệu. Mày bán rẻ tao nhiêu? 3 triệu thôi. 3 triệu? Ừ. Chị cũng còn cao lắm mày ơi, không có tiền mua mày ơi. Trời ơi, thôi nha, là cái này là muốn quen biết, muốn giúp đỡ chú Tư á. Tại vì con thấy vậy nè, bây giờ cái xe của con á, để không ai chạy đúng không? Mà bây giờ bán cho người ta cũng khó khăn, trong khi chú Tư còn khó khăn hơn. Đó nên chú Tư muốn cần cái xe mới để mà chạy xe ôm cho nó ngon đúng không? Chú yên tâm đi, đừng có sợ ba cái vụ giấy tờ, con nói thiệt. Tại đúng vì rồi. Sao? Chú Tư nhìn chú Tư rồi, thấy không? Đó, nó toát lên một cái vẻ người lái xe ôm chuyên nghiệp.
Nhưng mà tao sợ tao chạy xe mày đuổi người ta phạt tao, mà nó tao sợ lắm đó nha. Đó cho nên là con muốn bán cho ai con cũng phải suy nghĩ, con đầu tư con mới quyết định đó. Nhìn chú nè. À, chọn mặt gửi vàng hả? Đó. Mà tao sao mà mày chọn mặt gửi vàng? Hiền lành. Thấy không? Tao có. Đó, chất phác. Tao có. Thùy mị. Thùy mị là sao mày? Tao thùy mị vậy? Thì nhẹ nhàng, mềm mại. Ờ đó, mềm mại. Đó, tao nói rồi coi như là đứng đắn nữa. Đó, đủ rồi. Đàng hoàng. Đó. Nhân hậu. Đó. Đó đủ hết trơn á. Mặt cái mặt của chú nè, thấy không? Nó cằn cỗi nè. Đó, nó chảy dài nè, đó. Khổ quá. Thì đó, thì bây giờ á mà chú lại không phóng nhanh điều tẩu, không tống ba, không hút thuốc, không uống rượu thì đó, lấy lý do gì mà công an thổi chú? Chú không vi phạm luật giao thông, ai thổi ai biết. Đúng rồi. À. Tao chạy ngoài đường mà nhìn cái gương mặt của tao toát lên cái sự hiền diệu đó, cái sự mà nết na thùy mỹ, còn cái sự đoan trang hiền thục đó. Ủa, sao tao giống gái mày? À biết đâu, mà cái căn bản á là cái sự khắc khổ. À. Mấy chú công an nhìn khổ quá, mấy chú không dám thổi vô. Đúng rồi, vậy là mày đánh xe tao tao nghĩa là tao không bao giờ bị công an thổi. Ờ đã biết là tao chạy xe gian đó. Hay quá. Nhưng mà yên tâm, bây giờ á chú cứ bàn kỹ với thím đi ha, bàn kỹ với thím Tư đi, xong việc hú tiền còn ra giao xe, giao giấy tờ đàng hoàng luôn. Chắc chắn nha. Thôi ơi, mày bán tao 3 triệu thôi nha. 3 triệu hả? Trời ơi, mày dễ thương quá. Ừ. Cho tao phun miệng cho. Ê, thôi nha. Mà con giờ tao mừng quá, tao mừng quá. Chắc chắn nha. Yên tâm ha. À, đó, mà con nói có xui lắm là ví dụ mình bị công an thổi á. Xui lắm. Nữa xui nữa mày. Thì xui mà sao nãy mày nói chiều kia rồi giờ mày nói chiều xui thì sao? Thì cái gì nó cũng phải có phòng hờ chứ biết không? À. Thì đó, mình năn nỉ chú công an, còn năn nỉ cũng được á. À. Chịu khó đi qua bên biên giới kiếm thế nào cũng ra chủ xe. Trời ơi, nói ghê vậy mày. Sao ra ngoài biên giới mà kiếm được ra chủ xe? Không không, cái này con mới nghĩ ra thôi, con nghĩ chắc không được. Thôi vậy đi. Rồi có bạn với thím Tư đi. Hú, tí con chạy ra. Rồi. Hú, tí chạy ra. Nhớ nha. Mày uống cà phê bên đường không? Bệnh á, ngày nào cũng uống. Rồi. Nhớ nha. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì. Nó nhận mà dễ thương ta. Nó nghĩ giùm cho mình vượt lên số phận. Tức là mình sẽ đổi chiếc xe này. Mình đi một chiếc riêng cả hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn. Dạ đâu? Biểu coi dạ đâu? Vô đây để sửa. Qua đây. Yeah. Qua đây vợ qua đây. Ngon lành. Tưởng đâu khách ai về. Làm gì mà người ta cũng là tên vợ, cúng cơm cũng là tên vợ. Nhưng mà nay tôi nói bà cái chuyện này bây giờ nghỉ bán xíu đi. Ngưng nghỉ xíu đi. Đây nè. Sao nghỉ? Hồi sáng giờ bán được gì không? Cũng được bộn mà. Khá khá làm sao sáng giờ đi được mấy cuốc rồi? Chạy được cuốc nào đâu, đốt phun lâm thấy bà không ai đi kìa. Thế nhưng mà không sao. Đây. Thằng sầu á, sầu mà con ông riêng á, đó hai cha con sầu riêng á, nó mới vừa giúp cho tôi vượt lên số phận. Là sao? Nó có nhà nó còn dư một cái chiếc riêng trùm hình, nó bán rẻ cho mình, đó 3 triệu thôi. Đó, rồi để mình đổi cái xe này chứ mình chạy cái xe này khách đâu có thèm đi đâu, mà thấy không? Ông nói sao? Thằng sầu nó bán một chiếc riêng mà trùm 3 mệnh. Triệu. Trùm mệnh luôn. Trùm mệnh 3 triệu. Ừ. Chàng ơi, sao rẻ dữ trời. Nhưng xe có Ê, nhưng mà coi chừng á, là mần sao mà có chiếc xe nó rẻ dữ vậy. Coi chừng xe nó ăn cắp hay xe gian gì nó bán đi gì vậy, ở tù thấy bà luôn á. Không có, xe có giấy tờ đàng hoàng, chủ xe ở bên biên lận. Thành ra mình chạy bên đây đâu có sao đâu. Công an có thổi thì mình sao? Thì sao? Đuổi có chuyện gì rồi nhưng sao? Mà không có thổi đâu. Cái mặt tôi nè mà thấy không? À. Bà công nhận cái hồi bà yêu tôi, bà chấp nhận bà làm vợ tôi, bà phải tin tưởng tôi đúng không? Bà thấy mặt tôi hiền hậu không? Đúng rồi. Đó. Má tôi nói, bà tôi nói mặt hiền ngu. Không sao đâu. Thành ra nó không có dùng ăn hiếp mày đâu. Bà tí má tôi gã. Thì hiền. Đó rồi chân thật chất phác. Đúng rồi. Thành ra thằng sầu nói mặt của tôi mà nếu mà chạy cái xe đó không bao giờ bị công an thổi đó. Mà nếu mà công an thổi thì sao? Thì họ giữ xe. Thôi đi trời ơi trời, xe vậy mà đòi mua là sao trời? Nhưng mà không sao, tôi bảo đảm với bà là mặt tôi không bị công an thổi. Đó rồi cái rồi từ từ cái mình chờ mấy tháng sau, mấy năm sau cái mình làm giấy tờ đàng hoàng lại là thành xe của mình. Làm được không? Được. Chắc không? Có 3 triệu rồi bà ơi. Thôi bây giờ bà tính có cách nào? Không chứ còn chạy cái xe này trời ơi sáng giờ hả thiệt bà. Cả mấy tuần lễ nay khách không giờ đi đó, khổ lắm. Bán lại đi. Mà nói nghe. Mua xe kia. Mà
sao được á. Nếu như mình xin được cái giấy tờ xe thì mình cứ chạy cẩn thận chút đừng bị thổi. Từ từ mình xin người ta giấy tờ thì coi như xe mình hợp thức quá rồi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có quan trọng bây giờ mà tính cho tôi biết rồi nè, nói nghe nè. Đúng rồi, có chiếc xe nhiều khi nó cũng đỡ lắm nha. Ngoài cái chuyện mà coi như mình mần ăn rồi sinh sống nuôi con này nọ. Nhiều cái chiều á còn chở nhau đi chơi rồi đi vợ chồng con cái chết lên xe đi hóng mát rồi kia nọ chứ. Chứ cái xe của ông nhiều khi chiều tôi muốn đi hóng mát á, bà nội cha tôi cũng dám leo lên á. Mà nhà có hai chiếc xe, chiếc xe của ông với chiếc xe nước xăm. Xe ông không dám leo lên. Không lẽ xe vợ chồng con cái leo lên xe sữa đậu nành đi chơi. Mà nghĩ sao mà hai vợ chồng con cái mà leo xe đậu nành nó có đứa đi bán luôn chứ mà đi chơi gì nữa. Thôi bây giờ thì cái quan trọng này bây giờ nè, nếu bà đồng ý thì bà làm sao mà làm, nghĩa là kiếm tôi được, nghĩa là 3 triệu bạc liền. Chứ đuổi thằng sầu nó tội ý nó bán người khác là uổng xe lắm á. Giờ tôi tính về nha. Giờ tôi bán heo ha. Tôi bán heo được 2 triệu. Rồi cái là tôi hốt hụi nha. Nổi không? Còn không thôi á, nếu mà được 2 triệu đó thì xe tôi nè cũng được 1 triệu nữa rồi, bán 1 triệu rồi. Đó, bảo đảm với bà ngon. Dám đâu. Xe ông bán ra người ta rã ra, người ta bán sắt vụn sắt thép này kia nọ, bán hàng ve chai này chừng 200 giữ rồi cha. Bà nói tệ quá vậy bà. Thiệt á. Con xe đi 200.000 hả? Hốt hụi chắc được cũng 1 triệu á. Nổi không? Còn không mấy rồi tôi đi mượn rồi tôi đi vay thêm. Đúng. Rồi từ từ trả. Như vậy mới được. Vậy nhà mình á, nghĩa là lên cái xe mới nè, phải chở. Được rồi, bây giờ bà ngồi đây nha. Bà trông giùm tôi chiếc xe hôm nào luôn. Bà coi luôn xe mà sửa lại luôn. Để tôi bán xuống đây luôn, bán xuống đây luôn. Tôi đi kiếm thằng sau. Để cho nó ngủ nó bán người khác uổng lắm nha. Chào tôi nha. Nhưng mà chắc là xe tốt nha. Xe tốt, bảo đảm với bà ngon lành. Sầu ơi. Có được chiếc xe gì cũng đỡ.